Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế Toàn cầu thứ tư ngày 21 tháng 10 phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là một số thông tin cập nhật về tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 352.816 ca mắc COVID-19 và 5.525 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên gần 41 triệu người, trong đó có trên 1.128.000 bệnh nhân không qua khỏi. Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 75 ca tử vong do mắc COVID-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 5. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tới hơn 2.000 người, tương đương với mức đầu tháng 5, khiến nước này áp đặt các lệnh hạn chế nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tổng cộng đã có 351.413 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.445 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 16.319 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.431.635 trường hợp, trong đó có 24.635 ca tử vong. Các chủ tịch vùng, các thị trường của Italy đã triển khai các biện pháp cần thiết, từ áp đặt lệnh giới nghiêm đến phong tỏa các đường phố, quảng trường tại các thành phố lớn nhằm hạn chế tối đa hoạt động về đêm, ngăn chặn làn sóng thứ hai của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát trở lại trong những ngày qua tại Italy. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhấn mạnh cần có chiến lược khác trong giai đoạn thứ hai của đại dịch COVID-19 và các biện pháp mang tính địa phương cũng đang được tính đến. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Italy cũng đã chuyển tới các vùng, các thành phố một số hướng dẫn về các biện pháp phòng chống COVID-19 theo sắc lệnh mới ngày 18 tháng 10. Theo hướng dẫn sắc lệnh mới, các vùng, các thành phố có thể phong tỏa một phần các đường phố, quảng trường, đồng nghĩa với việc hạn chế hoạt động đi lại, chứ không cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, thông báo phải được gửi tới các hiệp hội thương mại và người dân sinh sống, làm việc tại các khu vực có nguy cơ đóng cửa. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền sẽ huy động quân đội hỗ trợ. Các biện pháp đưa ra nhằm hạn chế tối đa hoạt động về đêm, ngăn chặn xu hướng gia tăng số ca mắc mới trong những ngày qua liên tục vượt mức kỷ lục, trung bình hơn 10.000 ca mỗi ngày và tránh nguy cơ phong tỏa toàn quốc. Ngày 20 tháng 10, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, thủ đô Berlin của Đức đã ra quyết định áp dụng mở rộng việc đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc. Theo đó, người dân Đức được yêu cầu phải đeo khẩu trang ở những khu vực không thể đảm bảo được khoảng cách tối thiểu 1,5 mét. Điều này được áp dụng cho các phiên chợ hàng tuần, đặc biệt là các khu phố mua sắm đông đúc, trung tâm mua sắm và việc xếp hàng. Ngoài ra, giới hạn đối với các cuộc gặp riêng tư cũng sẽ sớm được áp dụng. Đối với các cuộc gặp ngoài trời chỉ được phép tối đa 25 người tham gia, thay vì 50 người trước đây. Các cuộc gặp trong nhà tối đa 5 người thay vì 10 người trước đó. Theo số liệu báo cáo, số ca nhiễm mới ở Berlin tiếp tục tăng. Ngày 20 tháng 10, cơ quan y tế đã ghi nhận 822 ca nhiễm mới COVID-19 so với 476 ca ngày 19 tháng 10. Tỷ lệ trung bình đã tăng hơn 93,8 trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày, cao hơn nhiều so với giá trị cảnh báo là 50 trên 100.000 dân. Loại vaccine có tên CoronaVac do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển đã được chứng minh là an toàn. Đây là kết luận được Viện Butantan, một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu của Brazil đưa ra. Kết luận được Viện Butantan đưa ra sau khi thực hiện thử nghiệm tiêm 2 liều vaccine COVID-19 trên 9.000 tình nguyện viên. Dữ liệu về hiệu quả của vaccine trong việc bảo vệ con người chống lại COVID-19 sẽ được viện này công bố sau khi vaccine được tiêm thử nghiệm trên tất cả 15.000 tình nguyện viên. Kết quả tại Brazil cũng là kết quả đầu tiên của quá trình thử nghiệm loại vaccine CoronaVac trên toàn cầu. Hiện cũng đang được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Sao Paulo đã ký hợp đồng với Sinovac để mua 60 triệu liều vaccine. Sinovac chọn Brazil làm nơi thử nghiệm đầu tiên vì đây là một trong những điểm nóng toàn cầu của đại dịch COVID-19. Đến nay, Brazil ghi nhận hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 154.000 người chết vì COVID-19, đứng thứ tư trên thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. Sinh viên các trường đại học ở Vương quốc Anh đang rơi vào tình cảnh khó khăn vì không được hoàn hay giảm học phí, dù đã chuyển sang các lớp học trực tuyến mùa dịch. Nhiều sinh viên đã đóng học trước với chi phí rất lớn, tuy nhiên họ cho rằng việc chuyển sang học trực tuyến như vậy không xứng đáng với số tiền họ phải bỏ ra. Tại Anh, số ca mắc COVID-19 đang tăng lên nhanh chóng, với tổng số hơn 720.000 ca, đã khiến các trường đại học buộc phải thực hiện giảng dạy trực tuyến. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của nhiều sinh viên nội trú. Vì vậy, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng được các sinh viên tại Anh tìm tới nhiều hơn. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình.
Canada có thể theo các chuyên gia phân tích, việc bảo toàn mức xếp hạng tín nhiệm vàng AAA có lẽ không còn được chính phủ Canada ưu tiên nhiều như trong những năm qua, khi Ottawa xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, chứ không phải là nằm trong danh sách những nước có mức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới. Trong chương trình hành động mới, chính phủ đảng tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhấn mạnh chiến đấu với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên số 1. Và đây không phải là thời điểm để áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Để duy trì vị trí xếp hạng của mình, Canada cần thuyết phục các hãng xếp hạng tín nhiệm rằng nước này có một kế hoạch hợp lý để khôi phục sức khỏe nền tài chính khi đại dịch COVID-19 rút xuống. SNB cho rằng Canada ở vào vị thế tốt hơn nhiều nước khác để có thể tăng chi tiêu nhằm hỗ trợ nền kinh tế. SNB, Moody và DBRS Morningstar đang dành cho Canada mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất. Trong khi Fitch Ratings hồi tháng 6 năm 2020 đã hạ xếp hạng tín nhiệm của quốc gia Bắc Mỹ này. Iran và Ukraine mới đây đã khởi động vòng đàm phán mới với những vấn đề liên quan vụ chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị các tên lửa của Tehran bắn nhầm, khiến hơn 170 người thiệt mạng hồi đầu năm nay. Vòng đàm phán kéo dài 3 ngày tại thủ đô Tehran tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật, tố tụng và pháp lý của vụ việc. Vòng đàm phán mới do Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, Mohsen Bahavan và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Evgeny Yanin đồng chủ trì. Thứ trưởng Bahavan trong ngày đầu tiên của vòng đàm phán khẳng định Iran minh bạch về vụ việc và không có gì phải che giấu trong vấn đề này. Theo ông, Tehran quyết tâm thực hiện những biện pháp công bằng và bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã đến Indonesia, chặng dừng chân thứ hai trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách thủ tướng. Theo kế hoạch trong chuyến thăm Indonesia, Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo về hợp tác kinh tế trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát và tăng cường an ninh. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận việc nối lại đi lại giữa hai nước vốn đang đình trệ do COVID-19, cũng như hợp tác trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hệ thống đường sắt và cảng biển. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Indonesia Terawan Agus Putranto và Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia Ishi Masafumi đã ký bản ghi nhớ MOC nhằm tăng cường hệ thống y tế giữa hai nước. Ngày 20 tháng 10, giới chức Thụy Điển đã quyết định cấm sử dụng thiết bị viễn thông của hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE trong xây dựng mạng không dây thế hệ mới 5G của nước này. Động thái trên được đưa ra trước thềm sự kiện đấu giá phổ tần cho mạng 5G tại Thụy Điển dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Cơ quan bưu chính và viễn thông Thụy Điển BTS cho biết, các công ty tham gia cuộc đấu giá sắp tới phải loại bỏ các loại thiết bị của Huawei và ZTE khỏi bộ tính năng trung tâm hiện tại trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. BTS định nghĩa, bộ tính năng trung tâm là các thiết bị sử dụng trong xây dựng mạng lưới truy cập sóng vô tuyến, mạng lưới truyền phát, mạng lõi, cũng như dịch vụ và khả năng bảo trì của mạng. Cơ quan này khẳng định việc xây dựng các điều kiện cấp phép đều dựa trên các đánh giá của lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Thụy Điển. Phía Huawei và ZTE hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định trên của Thụy Điển. Một ban hội thẩm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua miễn trừ lệnh trừng phạt cho một tổ chức viện trợ nhằm cho phép hỗ trợ nhân đạo Triều Tiên. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã nhận được sự miễn trừng phạt với thiết bị y tế thiết yếu để hỗ trợ các biện pháp chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có khẩu trang phẫu thuật, quần áo và mặt nạ bảo hộ. Tổ chức này cũng được miễn trừng phạt với lương thực bổ sung để giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng triền miên, cũng như cung cấp những vật dụng cần thiết cho chương trình lao và lao đa kháng thuốc MDR-TB ở tỉnh Bắc Hamgyong. Những sự miễn trừ này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 14 tháng 10 năm 2021. Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng giải thích rằng không thời gian cho sự miễn trừ này được gia hạn dựa trên cơ sở ngoại lệ. Hoạt động chuyển phát nhu yếu phẩm tới Triều Tiên dự kiến sẽ khó khăn hơn trong năm nay do chính quyền nước này đã thắt chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngày 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr điều tra con trai của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden là Hunter Biden và yêu cầu công bố thông tin trước ngày bầu cử. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi một nhóm các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu Bộ trưởng Barr đình chỉ một công tố viên đặc biệt để điều tra những cáo buộc về ông Hunter Biden vào tuần trước. Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của ông cáo buộc ông Hunter Biden đã giúp môi giới một cuộc họp giữa một giám đốc điều hành công ty khí đốt Rosma Holdings của Ukraine với ông Joe Biden
khi ông Biden đang làm phó tổng thống Mỹ. Đội ngũ tranh cử của ông Biden đã phản bác cáo buộc trên, cho rằng lịch trình chính thức của ông từ thời điểm đó không liệt kê bất kỳ cuộc họp nào như vậy. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cũng được cho là đang điều tra về vụ việc này. Trước đó, Tổng thống Trump cũng yêu cầu FBI tiến hành điều tra vụ việc. Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2. Theo đó, các công ty cung cấp dịch vụ hoặc cung ứng tài chính cho việc nâng cấp, lắp đặt các thiết bị các tàu chuyên dụng, thi công đường ống ngầm sẽ nằm trong diện bị trừng phạt. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Mỹ đang tìm cách xây dựng một liên minh chống lại Nord Stream 2 do Nga chủ trì, ngăn cản việc hoàn thành dự án. Ông Pompeo cũng bày tỏ mong muốn Đức sẽ chấp thuận quan điểm của Mỹ về Nord Stream 2 do vụ thủ lĩnh đối lập Navalny bị nghi ngờ đầu độc, cũng như những tác động an ninh thực sự của việc lệ thuộc vào nguồn cung khí đốt Nga. Đức là nước được hưởng lợi trong dự án tuyến đường ống này vì chi phí trên thị trường năng lượng sẽ được cắt giảm do khí đốt được vận chuyển trực tiếp sang Đức qua biển Baltic, không phải qua các nước trung gian. Mỹ cùng với Ba Lan, một số nước Baltic và Ukraine từ đầu đã tìm cách ngăn cản dự án này. Ngày 20 tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện tập đoàn Google lợi dụng sức mạnh để duy trì độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo, tìm kiếm trên mạng. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng điều tra của các cơ quan chống độc quyền liên bang và bang nhằm kiểm tra sức mạnh của công ty công nghệ khổng lồ này và đồng thời thăm dò những gã khổng lồ khác như Amazon, Facebook và Apple. Hiện vẫn chưa rõ chính phủ Mỹ sẽ tìm kiếm giải pháp nào trong vụ kiện mà có thể mất nhiều năm để giải quyết này. Nhưng vụ kiện này có thể buộc Google phải thay đổi phương thức kinh doanh hoặc phá vỡ các phân khúc của Google. Không chỉ tại Mỹ, Google cũng đang phải đối mặt với vấn đề pháp lý tương tự ở một số quốc gia khác như Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu EU. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố. Thông báo ra ngày 20 tháng 10 của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, trong cuộc hội đàm một ngày trước đó tại thủ đô Paris, lãnh đạo hai nước đã bày tỏ quan điểm trên. Hai ông đồng thời nhấn mạnh tới hợp tác song phương, trong đó có kế hoạch của tập đoàn Alstom của Pháp phát triển hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô Baghdad của Iraq. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đang ở thăm Pháp sau chuyến công du tháng trước của nhà lãnh đạo Pháp tới Baghdad. Trong cuộc hội đàm tại quốc gia vùng vịnh này, Tổng thống Macron đã bày tỏ ủng hộ chủ quyền của Iraq và cho rằng chính quyền Baghdad đang đối mặt với các thách thức lớn là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ. Thưa quý vị, đến đây chương trình Kinh tế Toàn cầu ngày 21 tháng 10 xin được khép lại. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!